Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh review chia sẻ với sản phẩm nhận máy. Hôm nay em sẽ chia sẻ cho mọi người một cái cách mà để khắc phục cái lỗi mà những khi chúng ta vào YouTube hay là vào các trình duyệt khác nó bị đơ, hay là khi vào một cái thì nó lại một lúc lại thoát ra luôn. Đấy, thì có rất nhiều những cái ứng dụng ở trên TV Android nó đang bị gặp cái tình trạng như vậy. Bị nhiều nhất là chính là cái tình trạng vào YouTube, vì chúng ta hay sử dụng YouTube là nhiều nhất. Thì để khắc phục tình trạng này thì có rất nhiều các bác đang hỏi và cũng không biết làm cách nào để khắc phục cả. Thì tuy nhiên thì chúng ta sẽ khắc phục một cách đơn giản nhất trong những thao tác mà em sẽ chia sẻ cho mọi người. Bởi vì TV Android thì nó là hệ điều hành mở, nên là cái ứng dụng của Android nó rất chi là nhiều. Các bác có thể cài đặt được rất chi là nhiều các ứng dụng ở trên TV. Do đó là nhiều khi là nó bị chậm đi. Cái ứng dụng quan trọng nhất chính là YouTube mà nhiều người khắc phục phải. Thì chúng ta sẽ, khi mà máy mà chúng ta dùng mới chậm hoặc đơ hay bị thoát ra ngoài, thì chúng ta sẽ làm theo cách đầu tiên. Thứ nhất là TV Android thì nó rất hay cập nhật những cái ứng dụng, cập nhật những cái phiên bản hệ điều hành mới lên. Do đó mà khi mà nó cập nhật lên thì TV nó sẽ chạy chậm hơn. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà các bác hình dung ra, nếu mà chúng ta đã sử dụng cái điện thoại Android rồi, điện thoại Android thì khi mà mọi người cập nhật cái phiên bản mới lên thì hệ điều hành nó chỉ chạy được một vài năm thôi. Thì 2 đến 3 năm sau là có ứng cái phiên bản mới mọi người cập nhật lên thì chạy nó sẽ rất là chậm. Thì để khắc phục tình trạng này thì chúng ta sẽ vào phần cài đặt ở đây. Các bác xuôi xuống phía dưới cho em, tìm cho em vài phần tùy chọn thiết bị. Hoặc là mọi người cứ tìm vào phần nào mà trong cái phần cài đặt này có cái phần giới thiệu TV này, thì mọi người bấm vào giúp em. Ở trên cùng chúng ta sẽ có phần cập nhật hệ thống mọi người nhé. Thì các bác tắt cho em cái phần cập nhật, tự cập nhật đi. Đấy. Còn nếu mà các bác muốn cập nhật thì phải vào đây cập nhật. Nhưng mà theo em thì các bác nên tắt đi. Bởi vì sao? Bởi vì là khi mà nó cập nhật lên cái hệ điều hành mới thì những cái ứng dụng mà TV chúng ta đời thấp hơn, một vài năm chúng ta sử dụng, thì khi chúng ta cập nhật lên, nó tự động cập nhật lên thì nó sẽ gây cho chúng ta chậm cái hệ điều hành của chúng ta, nó không theo kịp cái phần ứng dụng mới, thì khi đó thì nó sẽ chậm chưa các ứng dụng mà chúng ta vào. Thì các bác tắt đi cho em. Các bác bấm vào đồng ý. Thì ở đây ở siêu thị nên là em sẽ để là tự động được cập nhật, để cho nó khi mà các bác dùng, khi mà các bác mang về, nó sẽ là được mới nhất và hệ điều hành mới nhất. Khi đó thì chúng ta sẽ dùng cái hệ điều hành này và chúng ta không nên cập nhật tiếp theo. Đấy là cái phần đầu tiên mà em muốn nhắc cho các bác biết về khi mà có lối cập nhật chậm. Tiếp theo là những cái ứng dụng mà ví dụ như chúng ta vào YouTube chẳng hạn. Về YouTube nếu mà nó chậm thì một phần là do mạng. Còn nếu mà mạng chúng ta ok, bình thường, thì các bác sẽ làm cho em thao tác là các bác sẽ xuôi xuống phần cài đặt ở phía dưới này. Rất ít khi chúng ta vào phần này. Chúng ta sẽ xóa cho em cái phần đây. Ở đây chúng ta sẽ xóa cho em cái phần xóa video đã xem và xóa lịch sử đã xem. Rất nhiều cái video các bạn đã xem rồi nó sẽ lưu lại, và cái lịch sử tìm kiếm của YouTube nó sẽ lưu lại đây, nó sẽ giúp cho chậm cái quá trình chúng ta xem YouTube. Khi mà chúng ta xem nó sẽ bị giật và lag, và nhiều khi nó đang xem nó bị thoát ra. Bởi vì cái bộ nhớ của YouTube nó chỉ được ngừng ấy thôi. Chúng ta xem một vài năm nó sẽ quá nhiều. Bác xóa đi, hoặc là chọn hủy hoặc xóa em bác nhé. Bác chọn xóa đi cho em. Đấy, nó sẽ ghi là đã xóa lịch sử đã xem. Và các bác xóa luôn cả phần tìm kiếm giúp em. Bởi vì khi chúng ta tìm kiếm quá nhiều thì cái phần này nó lưu rất nhiều này. Các bác nhìn thấy nó lưu rất nhiều ở đây. Thì chúng ta lên làm mới nó đi, để cho cái phần YouTube chúng ta vào nó được nhanh hơn. Đây em sẽ xóa đi nhé. Xóa lịch sử đã xem. Đây các bác nhìn thấy, xóa lịch sử đã xem xuống dưới. Bấm vào xóa lịch sử. Các bác có thể có không, bấm xóa đi. Nó sẽ xóa hết toàn bộ lịch sử của các bác đã xem ở đây. Rồi nếu mà chúng ta làm hai cái thao tác đấy mà cái phần ứng dụng của chúng ta vào vẫn bị giật và lag, và YouTube nó vẫn không vào được hoặc là bị thoát ra, thì chúng ta còn một cách cuối cùng. Đó chính là các bác vào cho em phần cài đặt ở đây. Các bác khởi động lại cái TV này, tức là reset lại TV này trở lại về cái khôi phục gốc ban đầu, tức là khôi phục khi mà giống như là mình mua TV mới ở siêu thị về, chế đặt cho nó ở chế độ xuất xưởng. Thì khi đấy
cái TV chúng ta là sẽ được làm mới và trở lại những cái ứng dụng chúng ta cần phải tải lại các bác nhé. Đây nó vào demo, em sẽ thoát ra. Đây các bác xuôi xuống cho em vẫn ở phần tùy chọn thiết bị và tìm xuống cho em về phần thiết lập ban đầu các bác nhé. Phần thiết lập ban đầu. Đấy, các bác sẽ bấm tiếp tục hoặc thay đổi mạng thì các bác khôi phục lại cái gốc này thì cái TV của nhà các bác sẽ trở lại trạng thái ban đầu và chúng ta sẽ sử dụng một cái TV hoàn toàn mới như là chúng ta vừa mới mua từ siêu thị về. Thì như vậy những cái ứng dụng nó sẽ được làm mới, chúng ta vào nó sẽ được nhanh hơn và tốt hơn. Cái bản cập nhật của nó vẫn sẽ là bản cập nhật từ lúc xuất xưởng các bác nhé, không phải là bản cập nhật mới nhất, nên là mọi người dùng rất chỉ là mượt và không bị giật lag, không bị thoát ra. Đấy là những chia sẻ của em về TV của dòng Android. Nếu mà các bác có những cái thắc mắc gì có thể để lại tin nhắn phía dưới, em sẽ chia sẻ thêm cho mọi người. Rất cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết cái clip của em. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo.